thực hiện công tác chăm lo cho hội viên phụ nữ sáng ngày 13 tháng 10 hội liên hiệp phụ nữ xã Phú Hữu kết hợp đồn biên phòng Phú Hữu trao tặng 50 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở vùng ngập lũ ấp Phú Quế theo thống kê hiện ấp Phú Quế xã Phú Hữu có khoảng 60 hộ dân có nhà bị ngập trong đó hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là 50 hộ tất cả các hộ dân ở đây đi lại bằng phương tiện vỏ lãi xuồng hoặc lội nước vì các tuyến đường đều bị ngập để động viên chia sẻ giúp hội viên có thêm điều kiện trang trải trong những ngày sống chung với lũ. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Hữu và đồn biên phòng Phú Hữu đã trực tiếp mang 50 phần quà đến điểm gần nhà để trao tặng. Riêng đối với người già neo đơn, bệnh tật, hộ có nhà bị ngập sâu, đi lại khó khăn, đoàn đã trực tiếp mang quà đến tặng nhà. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm 10kg gạo, một thùng mì, dầu ăn, nước tương, đường, sữa. Tổng số quà trao tặng trị giá 15 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Hữu vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Tại buổi phát quà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Hữu Nguyễn Thị Lợi yêu cầu chị em hội viên quan tâm trong coi con em cẩn thận, đồng thời kiểm tra chằng chống nhà cửa chắc chắn nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình trong mùa mưa lũ. Tính từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Hữu đã trao tặng hơn 350 phần quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi, với số tiền trên 100 triệu đồng, qua đó thể hiện sự quan tâm chăm lo cho chị em hội viên ngày một tốt hơn.